Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh. Tôi là Thu Hoài. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính ngày 9 tháng 6. Các nước nghèo điêu đứng vì cú sốc giá dầu. Những điểm mới trong đề cương chính sách tài chính và kinh tế của Nhật Bản. Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có hay không việc thao túng giá vàng SJC. DG World dự kiến phát hành hơn 72 triệu cổ phiếu. Petrolimex ước tính hoàn thành 44% lợi nhuận cả năm chỉ sau 5 tháng. Các nước đang phát triển hứng chịu tác động nghiêm trọng từ cú sốc giá dầu trong năm nay. Áp lực giá nhiên liệu tăng và đồng tiền suy yếu khiến họ không thể tranh giành nguồn cung với các quốc gia giàu có hơn. Sự phục hồi của nhu cầu sau đại dịch và những bất ổn chính trị đã tạo ra cú sốc giá dầu. Giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu ở mức 120 đô la Mỹ trên thùng vào ngày 6 tháng 6, cao hơn khoảng 70% so với mức giá trung bình hồi năm 2021. Sri Lanka và Pakistan chịu tác động từ lạm phát lớn hơn cả. Sri Lanka rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Nước này tìm đến sự giúp đỡ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ để trả tiền nhiên liệu nhập khẩu. Nguồn cung trong nước đã cạn kiệt, các máy bay đến từ nước này được yêu cầu chuẩn bị đủ nhiên liệu cho chuyến bay khứ hồi hoặc phải đổ xăng ở nơi khác. Lạm phát gia tăng và giá nhiên liệu tăng vọt cũng đẩy Pakistan rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Nước này đang tìm kiếm gói cứu trợ từ IMF. Ở Đông Nam Á, theo truyền thông địa phương, Myanmar và Lào cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng dầu. Tại Myanmar, khả năng tiếp cận đồng đô la Mỹ bị hạn chế khiến nước này không thể thanh toán cho các hàng hóa nhập khẩu. Ở Lào, người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng dầu bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung. Châu Phi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là do nhu cầu đang tăng mạnh ở những quốc gia phát triển, nhất là vào mùa lái xe cao điểm. Trong khi đó, châu Âu đã tích trữ lượng lớn nhiên liệu máy bay để chuẩn bị cho sự bùng nổ du lịch sau 2 năm nhu cầu bị dồn nén. Đối với những nước nghèo, ảnh hưởng từ giá dầu cao hơn sẽ tạo ra một vòng xoáy. Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao làm tổn thương nền kinh tế và suy yếu tiền tệ. Điều đó khiến dầu càng trở nên đắt đỏ. Nhật Bản và những điểm mới trong đề cương chính sách tài chính và kinh tế. Ngày 7 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã thông qua các định hướng chính sách tài chính và kinh tế cơ bản của năm 2023. Bản đề cương này bao gồm các chính sách chủ chốt nhằm tạo ra chu kỳ tăng trưởng dương và phân phối của cải mà Thủ tướng Nhật Bản đang theo đuổi. Bên cạnh đó, văn bản cũng bao gồm kế hoạch tăng năng lực quốc phòng cho Nhật Bản nhằm đối phó với một môi trường an ninh ngày càng bất ổn trong khu vực. Bản đề cương thừa hưởng các nội dung liên quan tới kích thích tài chính mạnh mẽ trong chính sách kinh tế Abenomics của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Theo văn bản này, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tập trung đầu tư vào 4 lĩnh vực gồm khoa học, công nghệ và đổi mới, nguồn nhân lực, các công ty khởi nghiệp, công nghệ xanh và kỹ thuật số. Đây sẽ là những nội dung cốt lõi trong các cam kết tranh cử của Liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Công Minh trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng tới. Thông qua việc thực hiện các kế hoạch này, chính phủ Nhật Bản muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Các bản đề cương trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào việc giảm tác động xã hội của đại dịch COVID-19. Giờ đây, khi đại dịch đã bước qua giai đoạn ít nguy hiểm hơn, hàng loạt các cuộc khủng hoảng địa chính trị đã khiến an ninh trở thành vấn đề quan trọng. Vì vậy, trong bản đề cương trên, chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược quốc gia mới, bao gồm kế hoạch tăng cường triệt để năng lực quốc phòng trong vòng 5 năm tới. Đây là nội dung sửa đổi đáng chú ý so với dự thảo ban đầu do áp lực trong nội bộ Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, nhằm làm rõ thời gian cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Cập nhật tin tức trong nước, trước việc để chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có lúc lên đến 20 triệu đồng trên một lượng, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có hay không việc thao túng giá vàng SJC. Tại phiên chất vấn chiều ngày 8 tháng 6, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Hà Nội đặt câu hỏi về diễn biến không bình thường của giá vàng SJC, nhất là đầu năm 2022. Chênh lệch quá khác biệt giữa vàng miếng SJC với giá vàng trang sức SJC cùng hàm lượng hay giá vàng miếng SJC với vàng miếng các thương hiệu khác gây tâm lý hoang mang, bất an cho người dân, làm giảm niềm tin vào giá trị đồng tiền Việt Nam, gia tăng lạm phát, theo bà Thủy. Đại biểu này truy trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước với vấn đề này với các câu hỏi như: Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra yếu tố hình thành giá khi giá vàng miếng biến động hay chưa? Liệu có trường hợp bắt tay, thao túng giá vàng miếng SJC trên thị trường hay không?
bao giờ Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Nghị định 24? Cùng câu hỏi, đại biểu Trịnh Xuân Nan, Đồng Nai cho rằng, có lẽ Việt Nam là nước duy nhất có giá vàng lên xuống kiểu, khi nào giá thế giới giảm, giá ta lại tăng. Trả lời về vấn đề trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, diễn biến giá vàng trên thị trường thế giới phức tạp và khó lường, trong đó giá vàng chịu tác động của nhiều yếu tố, chỉ số đồng đô la Mỹ, căng thẳng chính trị và nhiều sự kiện chính trị khác. Ở trong nước, theo Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, giá vàng trong nước có cùng xu hướng với giá vàng thế giới, nhưng tốc độ điều chỉnh tăng của giá vàng trong nước thì nhanh hơn và tốc độ điều chỉnh giá vàng xuống thì lại chậm hơn giá vàng của thế giới. Đồng thời, đại diện của Ngân hàng Nhà nước cũng nhận thấy giá vàng của các thương hiệu khác ngoài SJC, tức vàng nguyên liệu, về cơ bản chênh lệch giá vàng trong nước so với quốc tế thì chênh khoảng 2 triệu đồng một lượng. Riêng có giá vàng SJC tăng ở mức lớn, có khoảng 16 đến 17 triệu. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nêu hai nguyên nhân cho loạt diễn biến trên. Thứ nhất, thực hiện chủ trương chống vàng hóa trong nền kinh tế từ năm 2012, thực hiện Nghị định số 24 và đặc biệt là từ năm 2014 trở lại đây thì Ngân hàng Nhà nước không nhập vàng để sản xuất vàng miếng. Do đó, nguồn cung vàng miếng trong nước đã bị giảm đi bởi vì có thể có một phần vàng được chuyển sang sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Thứ hai, với biến động của giá vàng thế giới như vậy, bản thân các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng cũng rất lo ngại về rủi ro. Bởi vậy, họ thường niêm yết giá rất cao. Trên thực tế, theo dõi giá vàng niêm yết, giá vàng mua và giá vàng bán của các tổ chức về cơ bản là chênh nhau khoảng 1 triệu hoặc 1,5 triệu đồng một lượng. Với vai trò quản lý nhà nước về vấn đề vàng, Thống đốc cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để can thiệp cần thiết. Mặc dù chưa tổ chức thực hiện nhập khẩu về can thiệp vàng, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng phương án dự trù, trong trường hợp cần thực hiện sẽ thực hiện. Bởi vì khi nhập khẩu vàng thì chúng tôi cũng sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước của quốc gia để nhập khẩu vàng về để can thiệp. Nhưng với nhu cầu của thị trường hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng chưa triển khai ngay giải pháp này, Thống đốc cho hay. Cập nhật tin tức doanh nghiệp, DigiOne dự kiến phát hành hơn 72 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, DigiOne sẽ phát hành gần 72,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời điểm thực hiện trong tháng 6 và tháng 7, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của DigiOne dự kiến tăng từ 907,5 tỷ đồng lên 1.632 tỷ đồng. Tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị DigiOne đã trình và được cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng, và phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 80%, tức cứ 100 cổ phiếu nhận được thêm 80 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến quý 2 năm 2022. Năm nay, DigiOne đề ra kế hoạch gồm doanh thu thuần 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 22% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là mảng điện thoại di động, kế đến là máy tính xách tay, thiết bị văn phòng, tiêu dùng. Về kết quả kinh doanh, quý 1 năm nay, DigiOne báo cáo doanh thu đạt 7.009 tỷ đồng, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ sự tăng trưởng của những mảng cốt lõi. Nhìn lại năm 2021, DigiOne ghi nhận 20.972 tỷ đồng doanh thu, vượt 38% kế hoạch năm và tăng 67% so với năm 2020. Lãi sau thuế 657 tỷ đồng, vượt 119% kế hoạch và gấp 2,4 lần năm trước. Với kết quả đạt được năm qua, Hội đồng Quản trị trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% cho năm 2021, thời điểm thực hiện trong quý 2. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 80%. Như vậy, tổng mức chia thưởng năm 2021 đạt tỷ lệ 90%. Petrolimex ước hoàn thành 44% lợi nhuận cả năm chỉ sau 5 tháng đầu năm 2022. Năm 2021, Petrolimex ghi nhận doanh thu 169.106 tỷ đồng, tăng 36%. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.839 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm trước. Với kết quả này, Hội đồng Quản trị trình phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%, tương ứng với mức thanh toán 1.524,7 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm, sản lượng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex đạt 5,9 triệu mét khối, bằng 48,4% kế hoạch năm. Điều này cho thấy sản lượng bán xăng dầu 5 tháng đã vượt chỉ tiêu đề ra. Tập đoàn đang cố gắng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả kinh doanh. Dự kiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 5 tháng khoảng 1.340 tỷ đồng, thực hiện 44% kế hoạch năm.
Năm nay, Petrolimex đạt mục tiêu doanh thu hợp nhất 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.060 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% về doanh thu và giảm 19% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2021. Về chỉ tiêu công ty mẹ, kế hoạch doanh thu là 133.000 tỷ, tăng 20%, song lợi nhuận trước thuế lại chỉ bằng 99% của năm ngoái, ước tính đạt 1.860 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, Petrolimex dự kiến chia cổ tức năm 2022 tối thiểu là 12% và cổ tức năm 2021 cũng được đề xuất là 12% bằng tiền. Như vậy, với 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi gần 1.525 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho năm 2021. Trong năm nay, tập đoàn dự kiến tiếp tục triển khai việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank, rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành và các đơn vị thành viên để thu hồi vốn đầu tư cho tập đoàn trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả và không nằm trong định hướng phát triển nhằm giữ vốn của tập đoàn. Đáng chú ý, tại đại hội, tập đoàn đã đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, cụ thể là cho thuê nhà, không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm nay, Petrolimex mang về 67.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với cùng kỳ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin vắn về doanh nghiệp trong tuần qua. DIG sẽ xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án 173 hectare của DIC. KDH, VN Direct bảo lãnh phát hành hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu Khang Điền. PLX, Petrolimex ước tính hoàn thành 44% lợi nhuận cả năm chỉ sau 5 tháng. VCI, huy động thành công 240 triệu đô la Mỹ vốn nước ngoài và bước chuyển mình đột phá về chiến lược và mô hình kinh doanh. DBC, Dabaco có thể đối mặt với năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận dòng âm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin chứng khoán. Mở cửa phiên giao dịch ngày 9 tháng 6, các chỉ số biến động trong biên độ hẹp trước sự phân hóa mạnh ở hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu. Chỉ số tâm lý thị trường Topi hôm nay trong phiên trước cũng đã rơi về mốc 35 sợ hãi, trong khi phiên tuần trước ở mốc 28 sợ hãi cực độ. Trong đó, các cổ phiếu như GVR, STB, SHB hay MWG tiếp tục diễn biến tích cực và giúp nâng đỡ các chỉ số. Phiên chiều diễn ra theo chiều hướng giằng co với những nhịp giảm và hồi phục đan xen nhau. Nhóm cổ phiếu trụ cột tiếp tục có sự phân hóa rất mạnh. Kết thúc phiên, VN Index đóng cửa mốc 1.307,80 điểm, giảm 0,11 điểm. Ngược lại với VN Index thì HN Index tăng 1,81 điểm, đóng cửa ở mốc 312,74 điểm. Toàn sàn HOSE có 219 mã tăng, 214 mã giảm và 66 mã đứng giá. Phiên giao dịch ngày hôm nay, các mã cổ phiếu có tác động tích cực lên thị trường phải kể đến HPG, GVR hay VGC. Ở chiều ngược lại, những mã cổ phiếu có tác động tiêu cực lên thị trường, không có VCB, GAS hay SAB. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HOSE hôm nay đạt 12.680 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng ở mốc 190,3 tỷ đồng. Về bức tranh thị trường vàng, thì các vàng vẫn duy trì ở mức cao. Chênh lệch giữa giá vàng SJC với giá vàng thế giới quy đổi ở mốc 15,3 triệu đồng trên một lượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.